Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hoa Sen Ba Mai. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục trả lời những cái câu hỏi của các bạn về những cái vấn đề mà các bạn đang thắc mắc cũng như là các bạn muốn được hồi đáp một cách nhanh chóng. Thì các bạn nếu mà có những cái vấn đề thắc mắc, các bạn vui lòng cứ comment ở dưới cái video giúp mình. Thì mình sẽ cố gắng trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn giải đáp một cái phần câu hỏi của các bạn. Thì ở đây là có một cái bạn đang thắc mắc là em chỉ là editor nhưng giờ em thậm chí không có quyền tự rút ra khỏi đội ngũ quản lý fanpage luôn. Giao diện fanpage ngày càng không ra gì. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể gỡ những cái quyền admin cũng như rút ra khỏi cái đội ngũ quản lý của fanpage. Thì đầu tiên là các bạn sẽ truy cập giúp mình vào cái fanpage mà các bạn đang quản lý. Thì ở đây các bạn mình sẽ thoát ra lại cái trang fanpage chính của mình. Thì các bạn sẽ truy cập vào cái fanpage mà các bạn đang giữ vai trò admin cũng như vai trò quản lý trên trang này. Thì ở đây khi mà các bạn truy cập vào cái mục quản trị viên thì các bạn lưu ý là các bạn phải nhấp vào cái phần bắt đầu giúp mình. Vì khi mà các bạn không nhấp vào cái phần bắt đầu thì các bạn sẽ xem cái trang này như là một cái người độc giả bình thường. Thì các bạn sẽ không thể nào chỉnh sửa cũng như thực hiện những cái hành động như ví dụ như là đăng bài hoặc là những cái hoạt động khác. Thì các bạn sẽ nhấp vào phần bắt đầu giúp mình. Thì khi mà các bạn chuyển sang cái mục quản trị viên, các bạn sẽ nhìn giúp mình cái cột ở bên tay trái. Thì các bạn sẽ nhấp vào ở dưới cái mục công cụ khác, các bạn sẽ nhấp vào mục bảng điều khiển chuyên nghiệp giúp mình. Thì ở mục bảng điều khiển chuyên nghiệp, các bạn sẽ kéo xuống giúp mình ở cái quyền truy cập trang, các bạn sẽ nhấp vào đây. Thì ở đây nó sẽ thể hiện cho các bạn tất cả những cái quyền quản lý cũng như cái quyền truy cập trang. Thì ở đây đối với cái trang này thì mình đang là giữ cái vai trò như là một cái biên tập viên. Đây là một cái tên gọi trước đây. Còn cái bạn này thì đang giữ cái quyền quản trị viên. Thì các bạn sẽ thấy đó là có những cái quyền hạn khác nhau giữa biên tập viên hoặc quản trị viên. Thì như một cái bạn hồi nãy đã thắc mắc thì các bạn đang nắm giữ cái quyền biên tập viên của cái trang này. Thì các bạn sẽ nhấp vào cái nút ba chấm giúp mình. Các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ hiện ra phần gỡ quyền truy cập. Thì các bạn sẽ nhấp vào cái mục này và các bạn sẽ nhập vào cái password giúp mình. Sau đó các bạn sẽ bấm xác nhận. Vậy là các bạn đã thoát khỏi cái quyền quản trị viên của cái trang fanpage mà các bạn đã được cấp quyền. Thì một cái lưu ý khác là đối với một số fanpage thì ở mục quản trị các bạn sẽ thấy là ở đây khác với cái fanpage mà hồi nãy mình đã truy cập là nó sẽ không có cái chữ bắt đầu ở bên tay trái. Thì các bạn sẽ lưu ý giúp mình ở dưới cái phần ảnh bìa này nó sẽ có một cái mục là chuyển ngay. Thì khi mà các bạn nhấp vào đây nó cũng sẽ chuyển các bạn trở về y chang cái mục quản trị như là cái trang hồi nãy mình đã hướng dẫn. Thì nếu mà các bạn vào cái fanpage mà nó hiện chữ bắt đầu hoặc chuyển ngay thì các bạn cũng sẽ nhấp vào như mình. Thì nó cũng sẽ tương tự như là cái trang hồi nãy, các bạn cũng sẽ nhấp vào bảng điều khiển chuyên nghiệp. Ở bảng điều khiển chuyên nghiệp các bạn sẽ nhấp vào quyền truy cập trang. Thì ở đây các bạn thấy là nó cũng sẽ hiện tương tự như là cái fanpage hồi nãy mình đã hướng dẫn. Thì cái video hướng dẫn các bạn cách để có thể gỡ cái vai trò quản trị viên hoặc là biên tập viên trên cái fanpage giao diện mới của mình đến đây xin kết thúc. Thì các bạn nếu mà có ý kiến thắc mắc các bạn vui lòng comment ở dưới video. Mình sẽ cố gắng làm những cái video tương tự để có thể giải đáp cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Thì một cái mục mà các bạn lưu ý là các bạn có thể truy cập vào những cái đường liên kết mà mình để ở đây để các bạn có thể tham gia vào những cái hội kinh doanh buôn bán mà mình đã tạo sẵn cho các bạn, cũng như có thể truy cập vào những website của mình để có thể tham khảo những cái thông tin hữu ích.
Thì thân ái xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.